Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái camera chính là cái biểu tượng này trong video subscribe và 3 bước các bạn sẽ phải học thuộc lòng khi sử dụng cái camera này. 3 bước đó là 1. Xử lý đối tượng, 2. Cố định camera, 3. Chỉnh thời gian. Bây giờ mình sẽ thực hành nó để cho các bạn hiểu cách sử dụng. Ở đây mình sẽ sử dụng 3 đối tượng trong cùng một cái trang trình bày này. Đối tượng đầu tiên là một đoạn chữ này. Các bạn thấy nó có một số chỗ nó bị lỗi phông nên các bạn sẽ phải sử dụng phông cho nó đồng bộ. Ở đây mình sẽ sử dụng phông này, mình sẽ cắm giữa luôn. Okay. Đóng trên. Đối tượng thứ hai mình sẽ sử dụng trong cái trang trình bày này là một cái hình ảnh. Mình sẽ lấy hình ảnh cái camera này. Đối tượng thứ ba là mình dùng một đoạn chữ nữa. Là 3 cái bước chúng ta vừa nói ở ban đầu. Sau khi các bạn chỉnh sửa xong tất cả các đối tượng ở trong cái hình này thì các bạn chọn tất cả các sự vật này bằng cách ấn Ctrl A. Hoặc là các bạn ấn vào sự vật đầu tiên, sau đó các bạn nhấn Shift và kích vào sự vật cuối cùng, các bạn sẽ chọn được tất cả đối tượng này. Và các bạn kích vào cái camera để cố định vị trí của các đối tượng. Sau đó các bạn mới có thể chỉnh thời gian của từng đối tượng một. Kích vào đối tượng nào, các bạn chỉnh thời gian. Đối tượng đầu này mình cho khoảng viết trong vòng 2 giây chẳng hạn. Camera này mình sẽ cho vẽ trong khoảng 5 giây. Cái này thì mình cho vẽ trong khoảng 3 giây. Thời gian dừng và thời gian chuyển cảnh thì tất cả đều giống nhau. Cái hình của chúng ta sẽ được trình chiếu như thế này. Viết tiêu đề này. Chờ vẽ cái camera này. Chờ một chút, viết nốt cái đoạn văn bản lại. Các bạn tắt cái này đi, zoom này. Nếu trong bài trình bày của các bạn cần phải nhấn mạnh cái đối tượng nào đó thì các bạn có thể đưa nó zoom to lên. Và các bạn cũng sẽ áp dụng 3 bước này. Ví dụ mình muốn nhấn mạnh vào cái máy ảnh này. Mình sẽ cho zoom cái máy ảnh lên. Sau khi mình chỉnh sửa cái đối tượng xong thì mình sẽ kích vào cố định cái vị trí của cái đối tượng này. Và sau đó mình đi chỉnh thời gian của đối tượng này. Nếu các bạn muốn thay đổi, ví dụ trường hợp này mình muốn cho vẽ nhanh hơn một chút chẳng hạn. Giờ các bạn sẽ xem nó trình chiếu như thế nào nhé. Để tiêu đề này, xong phóng to cái camera này này. Và quay lại viết cốt cái đoạn văn bản còn lại. Nếu các bạn muốn viết sang một trang trắng mới với các đối tượng mới thì các bạn chỉ việc kéo đoạn văn bản của các bạn ra khỏi khung hình này và các bạn sẽ được một trang trắng mới. Ví dụ ở đây mình lại thêm một đối tượng nữa, một đoạn văn bản nữa này. Một chút giữa, các bạn có thể đổi màu sắc luôn, ví dụ mình chuyển sang màu nước biển này. Đó các bạn, cố định camera và lại chỉnh thời gian. Này mình cho màu viết trong vòng 5 giây. Và các bạn sẽ xem cái trình chiếu nó sẽ như thế nào. Hy vọng với 3 bước này thì các bạn có thể làm chủ cái kỹ năng sử dụng cái camera này để tạo những video theo đúng ý của mình.